Không vào rồi á, đây tí gì rồi? Nghe rõ chưa? Kèo gì đấy nhở? Mời ăn một cà phê đi. Vừa cà phê rồi mà. Thì ăn chiều. Ăn chiều à? Ôi được rồi, khoa được quá. Quá. Em có thể ạ. À quá, ok ok, được rồi, lại được ăn rồi à? Sướng quá nhỉ. Bún riêu nhá. À ok ok. Bún riêu à? Bún riêu, ok, khoa cho chỉnh hiệp phụ kìa. Bún riêu là vâng, tôi với khoa là ăn thêm tôm mỡ với riêu chứ cái thứ nhiều nhá. Ok, chứ hôm nọ đầy đủ mà. Sao rồi? Nhưng mà đầy đủ còn gì nữa. Okay. Chứ biết lộn còn gì nữa, chứ biết lộn còn họ có cả bò giò các thứ mà. Nhiều đấy, họ tôi ăn là nó sang mồm lắm. Rồi, ok, Khoa chạy đấy nhở. Khoa như kiểu thách đấu STV nhá, bình luận chuyên nghiệp như thách đấu STV nhá, kiếm bắt bún em okay. ơi. Một kèo BO3, xin chào tất cả anh em. Anh em rất là tình cảm, nhớ dặn chiêu Khoa trò nữa thì chắc chắn rồi anh em ạ. Đây rồi, chắc là trận đấu đầu tiên thì sẽ giới thiệu lại đội hình một lượt cho anh em. Xin gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả và chúng ta đang cùng nhìn trên màn hình đội hình của game thủ Ramit và game thủ TDC Tris với phần bình luận của STV Khoa trò. Tin chuẩn đúng không thầy? Tin chuẩn rồi, giới thiệu chuẩn đấy. Đây rồi, chúng ta sẽ cùng nhau một lượt nhìn qua cái đội hình của hai game thủ ở trong trận đấu này. Với đội hình của TDC Tris bắt chính là Kutoa Mùa Lai cộng 8. Bộ đội trung vệ là Nesta và Mandini, hai biên là Hakimi và Theo Hernandez. Bộ đội tiền vệ phòng ngự gồm có Beckham và Matthus. Tiền vệ cánh trái là Eusebio, tiền vệ cánh phải là Pele. Hai tiền đạo quốc dân Ronaldo béo và Gullit. Đội hình của huấn luyện viên Ramit sẽ là thứ mà rất nhiều anh em quan tâm. Đây là đội hình của game thủ Ramit. Bắt chính là Manuel Neuer, thần tượng lớn nhất của tôi trong khung thành. Bộ đội trung vệ là Kim Min-jae và Niklas Sule. Hai biên là Philip Lam và Alphonso Davies. Bộ đôi tiền vệ phòng ngự cũng có Toni Kroos và Matthus. Ba tiền đạo sẽ là, chính xác là bốn tiền đạo sẽ là Sané, Gnabry, hộ công là Coutinho và đá cắm là Miroslav Klose. Và đây rồi. Rõ ràng là khi nhắc đến cái tên Miroslav Klose thì nó là một sự hoài niệm lớn dành cho rất nhiều quý vị khán giả, đặc biệt là huấn luyện viên Tabi Tuấn Anh khi ở kỳ World Cup năm 1998 ở trên đất Pháp, thì những bước chạy của Closer năm đó thì không biết đã lấy đi bao nhiêu những giọt nước mắt của thầy Tabi về một hình ảnh Closer mạnh mẽ và đánh đầu rất là hiệu quả. Đây là Leroy Sané, quả tạt Closer. Đó là hình ảnh mà tôi đã nói về Closer, người đã lấy đi quá nhiều nước mắt của huấn luyện viên Tabi Tuấn Anh. Tỷ số là 1-0. Đây là Philippe Coutinho, đây là team Color Bay Munich. Thế một cú đánh đầu nữa, vẫn là cái đầu của Closer. Đây rồi, và bàn thắng thứ hai. Mọi thứ rất dễ dàng ở trong kèo đấu này. Với một cầu thủ có thể gọi là cực kỳ phế ngoài đời như là Sané thì trong game vẫn rất là hiệu quả. Đây là một lối đá rất giống FVPL anh em ạ, bởi vì đá giải thì cũng phải có trận thắng trận thua, và huấn luyện viên TG lúc này đang cover lại một cái trận thua của các tuyển thủ tại FVPL, và có lẽ sẽ là vẫn là 2-0 mà thôi. Rất khó chịu. Đấy rồi, Gnabry và Closer. Bóng đến cái đầu Closer là một tình huống nguy hiểm. Ronaldo rất hay. Niklas Sule này là một trung vệ mà có thể hình cao trên 1m9. Anh này thể hình hơi to và xoay rất chậm. Đấy rồi, cối. Đó là một tình huống mất vị trí tới với Niklas Sule như tôi đã nói. Niklas Sule đã dâng lên như một cầu thủ tiền vệ và bỏ lại Lothar Matthäus đối mặt với con quái vật Seva. Bàn thua đã tới. Đây chính là hình ảnh ở vòng loại và vòng thăng hạng của đội tuyển TG Den Club anh em nhé. Hình ảnh của TG Den Club tại những giải đấu xếp tiếp theo. Philippe Coutinho, khá hay Toni Kroos. Đây là Philip Lam. Philip Lam đang đá bó vào như một tiền vệ. Vị trí những năm cuối mà Pep Guardiola huấn luyện anh ấy. Và đánh đầu. Đó vẫn là cái đầu vào của Closer. Thực sự là trong một tình huống không chiến thì Closer nguy hiểm hơn Messi rất nhiều. Đó là những gì mà chúng ta phải suýt xoa nói với nhau. Tiếp tục là Closer, anh ấy không chỉ có cái đầu, anh ấy còn có cả một đôi chân khéo léo nữa. Nhìn cái đội hình Bayern này mà thấy hoài niệm ghê. Eusebio, Ronaldo hay quá. Đây rồi, David Beckham. Pha set D. Một pha set D có lẽ là trong một dạng tâm lý nó không được ổn lắm, huấn luyện viên Taichi thì phải. Đấy rồi, Toni Kroos. Vẫn đang là Toni Kroos. Toni Kroos của 2013. Đó là trong tay của huấn luyện viên khác chứ không phải là trong tay của huấn luyện viên Tabi Tuấn Anh. Beckham, nào, khe Niklas Sule là chết.
Anh ấy đá khe một nhịp hơi chậm. Eusebio. Rồi. Bạn không nên chơi bóng như vậy khi trước mặt bạn là Philip Lam. Và dứt điểm và 2-3. Nhưng nếu là Eusebio thì được. Tôi chưa nói hết câu đó. Và xử lý rất hay tới từ đội trưởng của TDC Leroy Sané. Không được. Đấy rồi, Coutinho. Hay quá. Philip Lam, quả tạt. Hay quá. Không được, nhưng đó là Gnabry. Không thành công. Một thứ bóng đá màu mè vô bổ tới từ Gnabry. Tôi đang hoàn toàn là nói theo thông số thôi anh em ạ. Coutinho. Đây rồi, closer. Đây rồi. Manini thì rất khó kèm được closer tình huống này. Manini rất khó, tôi nói rồi. Và đó là 4-2, đẳng cấp của Miroslav Klose. Quá tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng một lần nữa xem lại pha xử lý trước đó. Bóng đá Đức vẫn luôn trong một nỗi nhớ closer từ ít nhất là World Cup năm 2014 đến giờ. Họ vẫn chưa tìm được một tiền đạo cắm nào thực sự xuất sắc như closer trên tuyển cả. Đây sẽ là quả đá phạt ở trong tình huống này. Kim Min-jae, không được. Đây là Ronaldo. Vẫn đang là Ronaldo. Đúng là mỗi người một cách chơi, mỗi người lại một sự hoài niệm về bóng đá khác nhau. Nhìn cách mà anh Bảy chơi trong tay của huấn luyện viên TG thì lại làm người ta nhớ về những ngày tháng tuổi trẻ huy hoàng, những ngày tháng tuổi trẻ đẹp nhất. Tuổi 18 của anh Bảy ở trong màu áo của Sporting Lisbon. Năm mà những cái năm đầu tiên mà chưa ai biết anh ấy là ai cả. Thế quan điểm đấy có đúng không ạ? Không, thật sự là hay đấy, thật sự là đúng là như Khoa bảo mà mỗi người mỗi góc nhìn và mỗi người một phong cách chơi, thành ra là đúng là nhìn TG chơi bóng với CR7 mình nhớ lại cái thời điểm mà chơi cho Sporting Lisbon thật. Cái thời điểm đấy, cái năm tháng nó rất là rực rỡ của CR7. Ý này như nào, còn nó trẻ như nào? Là đầy sức sống đấy ạ. Mình hiểu tích cực, nó sẽ tích cực anh Giai ạ. Anh em nào mà chưa nghe câu chuyện đấy nhá, thì trước khi vào trận đây là thầy bảo nhá, thì lần đấy là anh TG, cái lần mà yêu cái hẹn hò em gì ở Hali Lao xong ấy. Yêu thêm một em, hẹn thêm một em tiền na. Thì đi ăn KFC với em na. Thì em na cũng thấy, anh TG cũng vui vui đấy em. Anh TG hỏi là, em na mới hỏi anh TG là em chọn quán này anh thấy thế nào. Và anh thấy cũng được mà. Thế thì anh ăn cái miếng gà này thế nào. Thì anh TG bảo là, giòn mà na. Giòn mà. Đấy là tin chuẩn nhá. Giòn. Đấy, có khi cần phải thay closer đâu, tôi sợ nó hơi mạnh ấy. Đá đi, không phải đá. Đá đi à? Ok. Thế quá trò nó vừa kiến nghị. Quá trò nó vừa kiến nghị là nên có cái luật cấm closer khỏi game này. Nó mạnh quá. Khả năng là closer trận này phải gãy chân đấy. Đúng rồi. Sợ đấy. Đây rồi. Đây là Miroslav Klose. Một thứ bóng đá quá màu mè và vô bổ. Vẫn đang là Kim Min-jae. Đây sẽ là tình huống phản công. Hay quá nhờ Gnabry thì hay nha. Bước 1 tạo luôn một khoảng trống và đó là Klose. Tiếp tục là Gnabry. Coutinho dưới có. Hay quá, một sự đột biến. Fake shot vuông x. Đây rồi. Khả năng cao là Việt Vị. Nhưng nếu đó là một tình huống di chuyển sớm hơn thì Việt Vị, còn tình huống này thì không. Leroy Sané, trận 2 này có vẻ căng hơn một chút rồi. Trận 1 thì 9 phút đã có 2 bàn. Alphonso David, hay quá Davy ơi. Đây rồi, cái đầu vàng của Klose. Đã để lại tất cả trận trước. Đây là pha chọc khe, vẫn đang là Kim Min-jae. Kim Min-jae xuất hiện. Không hiểu tại sao mà trung vệ người Hàn Quốc lại có mặt ở điểm đó. Ở Eusebio qua, Sule cứ chạy là qua. Đảm bảo, tinh chuẩn. Răng ngang, pha xử lý rất thiếu tự tin của huấn luyện viên TG. Rất thiếu tự tin của lẽ xoay ngang ạ. Seva, tình huống cuối thuộc về huấn luyện viên TG. Lợi thế tốc độ của Pele với Alphonso Davies. Qua luôn cả hai. Đây rồi, và đó không phải là bạn đang đánh cho huấn luyện viên TG. TG anh em ạ. Đây là Kim Min-jae với tình huống phản công. Phía dưới có người này. Ok, closer dứt điểm đi. Closer. Đây rồi. Ôi rồi ôi, sầu đông càng khắc càng đầy. Ba thu dồn lại một ngày dài ghê, làm hùng hục hùng hục cả chưa được mấy trăm thì cướp đã đến. Huấn luyện viên TG mà cứ chăm tốt thế này thì bảo sao. Nhìn thấy Tabi mà lúc này thì cái mặt đã hiểu vấn đề rồi anh em ạ, nhìn cái dáng từ xa rồi.
Thoát trông nhợt nhợt màu da, ăn chi to lớn đẫy đà làm sao. Cứ ở với anh TG này thì bao giờ mới gầy được. Đây rồi ra đi. Xin phép anh em à, đây nốt tình huống này. Mình đang có cái cuộc gọi hôm nay đi sửa máy tính ấy. Ok, đây là cơ hội dành cho Closer. Và tiên sinh trận này thì đây rồi, Gnabry. Và đó là 2-0 với cái đầu vàng của Miroslav Klose. Nếu mà theo một câu nói mà tôi đã từng rất là yêu quý của anh Khắc Cường thì đó là một pha bóng mà huấn luyện viên Tabi Tuấn Anh đã đóng chiếc đinh cuối cùng vào nắp quan tài cho chiếc quan tài hy vọng của huấn luyện viên TG. Ngày hôm nay thì Tabi Tuấn Anh Stadium là nơi yên nghỉ cuối cùng cho những hy vọng thắng kèo bún riêu của huấn luyện viên Tai TG anh em ạ. Một cái trường từ liên quan đến những cái sự nào đó nó nghe nó hơi sợ người. Ồ, đi ăn rồi nhỉ? Khoa như nào nhỉ? Em ok vào đấy. Đấy, bây giờ tiên sinh mời hẳn nói như thế rồi, không đi thì cũng không phải phép. Quán ấy nó mở 24/24 nhỉ? Quên mất. Tôi lại cứ lo là không biết là quán ấy nó còn mở hay không thì chắc là ok, chắc là sau đây tôi với tiên sinh với cả Khoa nữa. Khoa nó bình luận nhiều, nó mệt. Nó nghĩ nhiều, nó cũng tốn calo chứ đâu phải. Thiếu cả đổ xăng nữa thôi, đổ xăng là đổ sau ô tô chết lại, em thở nhau đổ xăng ô tô niệm mất thật. À, cơ hội đến không ăn được phí đấy. Ê thầy, và tiên sinh đợi em khoảng 30 phút nữa, em cài đấy. Ủa, 30 phút cơ? Vào FIFA hơi lag thầy ạ. 30 phút đói lắm. Thêm 15 phút thầy nhé. Rồi 15 phút nhá. Rồi 15 phút 4 giờ nhá. Là 20 phút. Thế à? Ok anh em nhá, cảm ơn anh em rất nhiều đã ủng hộ ngày hôm nay. Cảm ơn tiên sinh vì một bữa ăn rất tuyệt vời. Bình luận 20 phút có ngay bữa ăn là rơi vào tầm 120. Ba anh em 306. Làm gì cho lại thật. Làm gì cho lại. Rồi phải đi anh em, tôi đi ra chắc phải đi ra quay đi ăn bún riêu tí. Ok. Xin phép thầy. Anh em có thể là mua cho mình những chiếc app về tựa game như là Liên Quân, Liên Minh hay Free Fire với cái giá cực kỳ rẻ. Truy cập ngay vào honic.vn để lựa chọn cho mình những chiếc app phù hợp nhất.